Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách mà cốt dừng của bức tường này. Khi mà chúng ta xây tường từ ở dưới đây đó mà lên đây thì là xây bao nhiêu mét, dừng ở chỗ nào, sao biết dừng? Đây các bạn, thì bây giờ á, các bạn xem trên bức tường này thì chắc chắn nó có một cái đà ở trên đó, đúng không ạ? Rồi từ sàn tới sàn là 36 ha. Cái đà này á là 300 đi, chiều cao đối diện nó 300, cái đà mà gác trên bức tường này các bạn, ở trên tầm trên bức tường này 300 á, bớt 6 chiều 300 là còn 33, đúng không? Rồi nếu mà chúng ta đo từ cốt 1m5 phân lên á thì còn là 2m3, 2m250. Đó. Đây là cốt 1m5 phân nè các bạn. Đó. Nếu mà đo từ cốt 1m5 phân này lên á là 2m250. Là sẽ dừng cái chiều cao dừng của bức tường đó. Thì cái cột á, cái cột đó nó rồi đó. Chiều cao dừng của bức tường là như vậy.